Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay. Nhà em có một giàn trầu, lá tốt xanh chùm bể nước, vườn bên anh lối về góc trước, hoa trắng gần thơm một góc chanh. Vâng, thưa quý vị, từ lâu hình ảnh cây chanh đã đi vào thơ ca văn học và trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong tâm hồn các thi sĩ. Và cho đến thời đại này, cho dù con người luôn bất tận với những nguồn quay của cuộc sống, thì hình ảnh đó vẫn luôn trường tồn trong tim mỗi chúng ta, phải không ạ? Và tất nhiên, chắc hẳn ai trong số chúng ta càng không thể quên và phủ nhận được những công dụng mà chanh mang lại cho con người, đặc biệt là hình ảnh những quả chanh mọng nước. Có thể nói, nước chanh không phải là loại nước uống xa xỉ, ngược lại, nó còn rất gần gũi và dễ kiếm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn rất nhiều người chưa hiểu biết hết những lợi ích sức khỏe của loại nước này, và nó có thể khiến bạn kinh ngạc. Vậy, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn uống nước chanh trong 7 ngày? Trong chuyên mục của Sức Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay sẽ chỉ ra cho các bạn những tác dụng của loại nước này mà không phải ai cũng biết. Nếu muốn có một làn da khỏe và một sức khỏe tốt, thì hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay để đón xem video và lưu ý những điều mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ ngay sau đây. Mới đây, Thư viện Y học Quốc gia Mỹ vừa công bố hàng loạt nghiên cứu về nước cốt chanh có tác dụng đối với nhiều căn bệnh. Trong khi hàng tỷ USD được đổ vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại thuốc chữa bệnh, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng nước cốt chanh lại có thể vừa làm giảm nhẹ và thậm chí chữa được nhiều bệnh. Sau đây, chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về các công dụng của chanh. 1. Tiêu hóa tốt hơn. Uống nước chanh là một trong những cách an toàn nhất để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Một khi cơ thể được thanh lọc, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Những người có hệ tiêu hóa không lành mạnh thường sẽ bị đầy hơi, buồn nôn và ợ nóng. Nước chanh sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Nước chanh ấm pha với một giọt mật ong phù hợp với những người đang muốn giảm cân và những người thèm ngọt. 2. Bảo vệ và cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Nước chanh rất có ích trong việc cải thiện và bảo vệ hệ miễn dịch. Trong nước chanh có chứa vitamin C, loại vitamin có khả năng chống lại các loại nhiễm trùng khác nhau. Nước chanh cũng có thể được dùng như một phương pháp chống lại các chứng viêm nhiễm do các axit ascorbic. Uống nước chanh vào mùa đông có thể giúp bạn tránh bị cảm lạnh, và nếu chẳng may bạn bị nhiễm bệnh thì nó cũng giúp chống lại các vi khuẩn tốt hơn. 3. Làm da sạch và sáng hồng. Chanh chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin C. Chanh cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Kết hợp những điều này khiến chanh trở thành một bài thuốc tuyệt vời để chống lại các nhược điểm và nếp nhăn trên khuôn mặt. Bạn cũng có thể chấm nước chanh lên các vết sẹo và đốm đầu môi. Nếu bạn làm được thường xuyên thì chúng sẽ mờ đi thấy rõ. Đồng thời, uống nước chanh cũng có tác dụng tích cực với làn da. 4. Bổ sung năng lượng. Do chanh giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, chúng có thể cung cấp cho cơ thể tất cả các dưỡng chất cần thiết để có một ngày tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Vì vậy, hãy luôn để vào túi xách của bạn trước khi ra khỏi nhà một chai nước chanh. Nó sẽ giúp bạn giảm stress, lo lắng và cải thiện tâm trạng, bởi chanh là một trong những loại quả có thuộc tính ion âm. 5. Thanh lọc cơ thể. Khoa học đã chứng minh rằng nước chanh có khả năng thanh lọc cơ thể nhờ có enzyme acid nitric. Các chức năng của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, giúp bạn giải độc cơ thể. Cũng có thể ăn loại trái cây hoặc thêm vào nước để làm sạch máu. Vấn đề là bạn phải làm điều đó thường xuyên. Chanh cũng có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề với đường tiết niệu, vì chanh kích thích cơ thể giải phóng độc tố qua nước tiểu. 6. Làm lành vết thương nhanh hơn. Một thực tế có thể bạn không biết về trái chanh
là khả năng chữa lành vết thương. Điều này có được là nhờ thành phần chữa bệnh chính trong chanh là axit ascorbic. Loại axit này rất cần thiết cho trường hợp bạn muốn có xương sụn và các mô liên kết chắc khỏe hơn như đã nói. Chanh có thể làm giảm tất cả các loại viêm. 7. Hơi thở thơm mát. Chanh vốn có hương thơm ngọt mát, vậy tại sao không sử dụng chanh và nước chanh cho hơi thở thơm tho? Các loại kẹo cao su giúp bạn có hơi thở thơm tho. Tuy nhiên, chúng lại có chứa hóa chất, trong khi chanh tươi hay nước chanh là hoàn toàn vô hại. Không chỉ thế, nước chanh còn rất có lợi cho sức khỏe răng miệng. Chúng giúp chống lại đau răng và hôi miệng. Một lưu ý duy nhất là bạn không được đánh răng ngay sau khi uống nước chanh để tránh làm hỏng men răng. Chanh là một mùi hương phổ biến trong tất cả các cách làm sạch sản phẩm. Lý do là nó giúp trung hòa mùi hôi. Nguyên tắc tương tự được áp dụng khi bạn cần loại bỏ mùi hôi miệng từ các thực phẩm còn sót lại như hành, tỏi, phô mai xanh hoặc cá. Chanh cũng kích thích sản xuất nước bọt, điều đó rất quan trọng vì miệng khô có mùi nặng hơn do sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Là một loại trái cây có muối, chanh là một nguồn axit nitric tuyệt vời giúp loại bỏ cặn canxi, nguyên nhân chính hình thành sỏi thận. Chỉ 1/2 cốc nước chanh tinh khiết mỗi ngày sẽ giúp bạn có được một lượng axit nitric tương tự với thuốc theo toa đơn của người bị sỏi thận. 8. Giúp từ bỏ cà phê. Nếu bạn muốn từ bỏ thói quen uống cà phê, hãy thử uống nước chanh thay vì các loại đồ uống có chứa caffeine. Một khi đã từ bỏ được thói quen này, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đáng ngạc nhiên là những người tuyên bố bỏ cà phê luôn cảm thấy căng tràn năng lượng. Tất nhiên, từ bỏ một thói quen xấu không hề dễ. Tuy nhiên điều đó là hoàn toàn có thể nếu bạn có một chai nước chanh trong tay. 9. Giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Hài hòa và cân bằng là hai điều quan trọng nhất nên có mặt trong cuộc sống. Đặc biệt là khi bạn quyết định giảm cân, thành phần khoáng chất có trong chanh mang tính kiềm. Các bác sĩ cho biết, trong chế độ ăn có tính kiềm sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Thay vào đó, chanh rất nhiều chất xơ, pectin giúp cải thiện và kích thích hệ tiêu hóa. Nó giúp chúng ta cảm thấy no hơn và không tốn nhiều calo dư thừa. Những người uống nước chanh thường xuyên phải nói rằng nước chanh rất hữu dụng trong việc kiềm hãm tăng cân. Các chất chống oxy hóa, polyphenol trong chanh có thể làm giảm mức độ tăng cân. Dùng với chế độ ăn nhiều chất béo, tác dụng này sẽ hiệu quả hơn. Nếu kết hợp với mật ong, vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng, mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và huyết áp cao. Chanh là một loại vitamin C cao nhất, vì thế nó còn rất tốt cho làn da của bạn. 10. Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Sau 8 giờ mà không uống gì, chúng ta cần phải uống ngay nước, bởi vì nước giúp quá trình trao đổi chất diễn ra sau một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hầu hết mọi người đều không nhớ đến điều này. Vì vậy, thêm chanh vào nước có khả năng kích thích cơ thể bổ sung nước ngay sau khi bạn thức dậy. 11. Ổn định tâm trạng. Uống nước chanh làm giảm hormone căng thẳng, cũng như cung cấp các vitamin và kali trong trái cây. Kali đóng một vai trò rất lớn trong việc điều trị huyết áp. Do đó, không nhận đủ kali chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Hơn hết, nước chanh là thức uống nhẹ nhàng nhất giúp đạt được những điều này. Nước chanh không phải là thức uống xa xỉ. Ngược lại, nó còn rất gần gũi và dễ kiếm. Kiên trì uống nước chanh mỗi ngày và bạn sẽ sớm cảm nhận được những điều thay đổi không ngờ trong cơ thể. 12. Chữa trị nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm. Đây là một căn bệnh rối loạn máu bẩm sinh. Hồng cầu bình thường có hình đĩa, di chuyển dễ dàng qua các mạch máu. Chứa một loại protein là hemoglobin. Loại protein này chứa rất nhiều chất sắt, tạo ra màu đỏ của máu và mang oxy từ phổi đến khắp cơ thể. Hồng cầu hình liềm chứa những hemoglobin bất thường, không di chuyển qua các mạch máu một cách dễ dàng được. Chúng cứng và có xu thế đóng cục lại, kẹp vào các mạch máu. Bệnh nhân có số lượng hồng cầu thấp hơn bình thường do các tế bào lưỡi liềm không thể sống lâu được.
trong khi tủy xương không thể tạo ra hồng cầu mới đủ nhanh để thay thế những tế bào chết đi. Đây là một bệnh di truyền kéo dài suốt đời. Bệnh xuất hiện ngay từ khi bệnh nhân mới được sinh ra. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm kiếm những cách trị liệu mới cho bệnh này, bao gồm liệu pháp gen, ghép tủy xương, dùng tế bào gốc. Trong đó, phương pháp dùng tế bào gốc đã mang đến thành công đáng kể. Tuy nhiên, các biện pháp điều trị này rất tốn kém và mang lại hiệu quả không cao. Mới đây, một thử nghiệm lâm sàng với các bệnh nhân nhi mắc bệnh SCI cho thấy nước cốt chanh có thể làm giảm triệu chứng đau đớn 50% khi sử dụng nước cốt chanh so với 92,7% khi không dùng. Không những thế, loại nước này còn giảm tình trạng ốm sốt 46,6% khi sử dụng nước cốt chanh so với 87,3% không dùng, và tỷ lệ phải nhập viện 34% khi sử dụng nước cốt chanh so với 34,5% khi không dùng. Bệnh sốt rét. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 219 triệu người mắc căn bệnh do muỗi gây ra này, trong đó có đến 660.000 ca tử vong mỗi năm. Để điều trị bệnh này, bệnh nhân phải được kê đơn thuốc với các tác dụng phụ và độc tính khá cao, ảnh hưởng không nhỏ đến các hệ tiêu hóa, hệ thần kinh tim mạch và chức năng gan thận. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra nước cốt chanh có thể làm tăng đáng kể khả năng chữa bệnh khi kết hợp với thuốc điều trị thông thường. Không chỉ thế, còn làm giảm tác dụng phụ của thuốc, giúp tan biến thành phần gây ngộ độc trong thực phẩm. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, các thành phần gây ngộ độc thực phẩm trong món gỏi hải sản, món ăn phổ biến của các vùng ven biển nước Mỹ, thường được chế biến từ cá, tôm sống, được loại bỏ hoàn toàn nhờ nước cốt chanh. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra nước chanh có thể dùng để khử trùng nước bằng cách diệt chlorovirus, giúp virus gây bệnh tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Cũng như Escherichia coli, nước cốt chanh cũng có thể diệt mầm bệnh tả. Căn bệnh được cho rằng ảnh hưởng từ 3 đến 5 triệu người. Vào năm 2010 đã có 100.000 người đến 130.000 người tử vong. Ung thư tụy. Đây là một căn bệnh ung thư khó chữa trị, nhưng nước cốt chanh được nghiên cứu có khả năng làm giảm nguy cơ phát triển khối u này trên các bệnh nhân tham gia thử nghiệm. Hỗ trợ cai thuốc lá. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người trên thế giới. Một thử nghiệm lâm sàng so sánh giữa kẹo cao su chứa nicotine và chiết xuất từ nước chanh cho thấy loại nước này có thể sử dụng hiệu quả trong hỗ trợ cai thuốc lá. Theo nghiên cứu, con người ta thường quên mất nhiệm vụ cung cấp nước cho cơ thể. Hãy vắt một ít chanh vào cốc nước lọc để giúp chúng thơm ngon hơn. Và bạn sẽ thấy rằng 8 ly nước mỗi ngày chẳng có gì khó. Bên cạnh đó, nước chanh còn có những lợi ích khác cho cơ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chắc hẳn chúng ta bắt gặp rất nhiều công thức để pha nước chanh được đề cập trên các trang mạng xã hội hay TV. Điều này không khỏi khiến nhiều người rất băn khoăn về phương pháp nào là đúng và hợp lý trong việc chữa trị các bệnh khác nhau. Vậy xin đừng rời khỏi màn hình, và sau đây chúng tôi sẽ cung cấp vô số công thức kỳ diệu mà bạn đang rất cần. Chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Cách pha nước chanh để giúp ngủ ngon hơn. Cách 1. Chanh tươi để cả vỏ rửa sạch, ép lấy nước cốt. Khi ép thêm một ít vỏ chanh, nên pha loãng nước chanh với khoảng 1 lít nước để không quá chua, để vào tủ lạnh. Cách 2. Lấy khoảng 300ml nước ấm, vắt một quả chanh và thêm 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất và khuấy đều. Các bạn có thể uống ngay sau khi ăn sáng 30 phút và uống trước khi đi ngủ 30 phút. Cách 3. Mỗi ngày uống ít nhất 2 lít nước chanh pha loãng thay nước lọc. Không cần phải thay đổi chế độ ăn uống của bạn, chỉ nên tránh ăn vặt. Cách 4. Pha 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất với 1/2 quả trứng tươi vào 500ml nước ấm, uống ngay sau bữa ăn sáng hoặc trước bữa sáng vài phút. Đây được coi là cách làm giảm mỡ bụng khá thú vị cho bạn. Cách 5. Thay vì uống nước chanh với đường, bạn nên chuyển sang uống nước chanh với muối hay chanh muối.
chanh muối rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân nhanh chóng. Nên pha với lượng nước vừa đủ để không quá mặn. Chỉ nên thực hiện phương pháp này một ngày một lần. Lưu ý trong thực đơn giảm cân bằng chanh có lượng axit khá cao. Do đó, không nên uống khi quá đói hoặc uống nước chanh quá đậm đặc sẽ hại cho dạ dày. Tham khảo một số thông tin cách giảm mỡ bụng, cách giảm cân nhanh chóng để bổ sung thêm nhiều kiến thức về chủ đề giảm cân hữu ích trong cuộc sống. Cách 6. Chuẩn bị một cốc nước ấm 250ml, 5 thìa nước chanh 50ml và một thìa mật ong 7,5ml. Cách làm: cho mật ong vào nước chanh đã chuẩn bị sẵn vào cốc rồi khuấy đều. Để phát huy tối đa tác dụng, bạn nên uống sau khi ăn tối 2 tiếng và trước khi đi ngủ. Như vậy, lượng nước chanh mà chúng ta thêm vào không phải là quá nhiều. Ngoài ra, khi kết hợp với mật ong thì hiệu quả của phương pháp này sẽ mang lại lớn hơn. Vâng, thưa quý vị, mặc dù nước chanh có rất nhiều công dụng hiệu quả, mang giá trị dinh dưỡng, nhưng nó cũng có thể gây hại nếu chúng ta không hiểu rõ về các công thức chữa trị từng loại bệnh hợp lý. Chính vì vậy, bạn đừng quên áp dụng những công thức mà chúng tôi vừa đề cập để đảm bảo an toàn sức khỏe bạn nhé. Sau video này, Sức Khỏe Tự Nhiên hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các thông tin về công dụng thần kỳ của nước chanh. Chỉ cần quý vị lưu ý không mắc phải những sai lầm mà Sức Khỏe Tự Nhiên vừa chia sẻ ở trên và áp dụng một số giải pháp Sức Khỏe Tự Nhiên đã cung cấp thì bạn cứ an tâm với một sức khỏe tốt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.